Hôm nay là mùng 7 Tết 2023 xuân Quý Mão. Gia đình mình đến Suối Tiên để tham quan. Hôm nay là mùng 7 rồi mà lượng khách du lịch vẫn còn đông lắm. Vé người lớn thì 100.000, còn vé trẻ em thì 80.000. Ở trước cái cổng vào thì có những cái tượng phúc lộc thọ để cho mọi người chụp ảnh vui xuân. Chú mèo màu vàng này tượng trưng cho năm Quý Mão. Bây giờ gia đình mình sẽ di chuyển vào cổng. Bước vô bên trong thì cảnh rất là đẹp luôn đó. Bên trong có hồ cá koi thật là tuyệt vời luôn. Suối Tiên đẹp và khá rộng lớn. Mình mua 4 vé xe điện để chở gia đình vào trong khu vui chơi, chứ đi bộ chắc là rã cặp giò luôn. Từ điểm này thì xe điện sẽ chở mọi người đi tham quan và giới thiệu các khu trò chơi. Ở trên xe thì có hai cô nhân viên, một người là lái xe, cô còn lại thì giống như là hướng dẫn viên du lịch vậy đó. Mình đang đi ngang qua cái nhà hàng ẩm thực. Ở đây trang trí đẹp và sạch sẽ lắm nha. Đến mỗi địa điểm thì cô nhân viên đều giới thiệu cho mọi người biết. Xe di chuyển đã khá lâu mà vẫn chưa hết khu vui chơi nữa. Mình thấy Suối Tiên rất là rộng lớn nè. Vì hôm nay lượng khách du lịch cũng khá đông nên xe di chuyển không được nhanh, cứ bóp còi liên tục luôn. Nơi này thì rộng hơn bên trong một chút nhưng mà vẫn đông. Hiện bây giờ là đã 10 giờ trưa rồi, cũng khá nắng. Nhưng nhờ Suối Tiên trồng nhiều cây xanh và che những cái vòm ở các đường đi thì cũng rất là mát mẻ ha. Hai bên trang trí rất là đẹp. Ở đây là biển Tiên Đồng, biển nhân tạo. Trẻ em rất là thích nơi này nè. Trước cổng Tiên Đồng có hai cây cột, có hai con rồng lớn quấn quanh cái cây cột đó, trông rất đẹp. Vì vậy bạn nhỏ đến đây rất là thích nha. Suối Tiên trang trí thật sự là rất đẹp. Đây là chùa Long Hoa Thiên Bảo. Ở trên nóc chùa thì có cái đầu rồng bằng vàng rất là đẹp luôn. Ta sơ màu vàng rất là đẹp. Ở đây cũng rất là linh. Thank you.
cảnh và hoàn cảnh xấu. Hả? Bà có phải là kẻ dối trá lừa đảo, cậy thế cậy quyền long hành bảo vệ cười ghê lắm đó bà. Có, hồi xưa kêu vô sợ luôn. Ghê lắm, vô trong mình thấy càng vô bên trong thì càng mát ha, vì ở đây có những cái cây cao lớn rất là mát luôn. Không, hồi xưa là mình đi cái gì dòng sông gì á, còn 18 tầng địa ngục ghê lắm. Ở đây khu vui chơi nào cũng có tiếng nói tiếng cười và tiếng múa lân thật náo nhiệt. Ở đây có những cái trang trí những cái miếng ngô rất là đẹp và dễ thương. Vì nãy giờ lâu quá rồi mà chưa hết khu vui chơi nữa. Đây là cái nhà hàng, có cái sân khấu cho các nghệ sĩ để người ta trình diễn. Đó, mùi nho đó. Vào phía bên trong khu trò chơi rồi. Chỗ này thì nó không còn rộng như ở phía bên ngoài nữa. Người thì rất đông nên xe di chuyển rất chậm và bốc còi liên tục luôn. Đây là chiếc thuyền rồng mà các bạn nhỏ leo lên đó để vui chơi. Hai bên trang trí thật sự là rất đẹp. Dọc theo vỉa hè có những cái chòi bằng gỗ màu nâu đó, để cho những du khách người ta đi chơi mệt thì người ta dừng chân lại đó người ta nghỉ ngơi. Mấy năm trước thì mình đi thì chưa có những cái chòi này đâu. Bây giờ mình thấy rất là hay luôn. Hai bên đường cây cối xanh nè, bông hoa trang trí rất là đẹp luôn á. Nếu mà chúng ta muốn chụp hình thì chụp hình rất là ok, rất là đẹp luôn. Suối Tiên là một nơi lý tưởng để cho mọi người đến tham quan. Đến đây là khu vui chơi đã hết rồi đó. Mình sẽ xuống xe ngay tại đây. Bây giờ trưa rồi, các bạn nhỏ đã đói rồi. Mình sẽ cho các bạn ăn lót dạ. Đây là món bò trộn rau răm nha, gỏi bò trộn rau răm. Nhìn cũng hấp dẫn nghe nè. Đây là cũng là bò lúc lắc, toàn là những món con gái mình thích nha. Hào nướng mỡ hành cũng là món con gái mình thích luôn. Đi đâu nó cũng gọi món này. Cơm chiên cá mặn. Ăn no bụng rồi, các bạn nhỏ đòi đi chơi trò chơi. Và bên kia đẹp quá. Trên cao là cái cối xay thần gió. Cảnh ở đây cũng khá là đẹp, chụp hình cũng đẹp lắm đó nha. Ở trên thì họ làm cái nhà gỗ, và cái lối đi thì họ làm những cái vòm á, dài vô trong khu trò chơi, rất là mát luôn. Lúc này đường khách rất là đông nè, tiếng nói tiếng cười ồn ào luôn á. Ở chỗ này là khu chơi có tên là ngôi nhà ma, có treo những cái chiếc bộ xương màu trắng cùng với những cái tiếng la hét bên trong. Trời ơi,
Nghe sợ quá, nhưng mà con gái của mình nó rất là thích. Mình sẽ mua vé cho bé vô trong đó và mình ngồi phía bên ngoài nhà gỗ mình chờ bé. Bé chơi ra rồi nè, bây giờ bé chơi đu quay. Và bây giờ mình di chuyển qua hồ cá sấu. Hồ cá sấu ở đây rất là rộng lớn luôn và đẹp nữa. Ôi trời ơi, con cá sấu nó quá trời bự luôn nè. Nó đớp một cục mồi. Ở đây một cần câu họ bán 5.000. Họ có cột sẵn cái miếng phổi heo á. Vô đây chơi thì các bạn nhỏ không thể đi một mình, rất là nguy hiểm, phải có cha mẹ đi theo. Hồ rất là rộng lớn, rất là rộng luôn. Rời khỏi vương quốc cá sấu thì các bé qua biển Tiên Đồng. Ở đây mình mua vé, người lớn thì 150, còn trẻ em thì 90.000 nha. Vé này mắc so với vé vô cổng luôn á, nhưng mà các bé rất là thích ở đây. Ở đây đa phần là trẻ em tắm và nô đùa rất là vui. Sau khi tắm xong, mình sẽ cho các bé đi xem văn nghệ.
kiến đức vua. Cầm miệng lễ cho Sơn Tinh. Thời lượng đã dài, mình xin kết thúc video. Chúc cô chú anh chị và các bạn xem video thật vui vẻ. Chúc mọi người có một mùa xuân an lạc. Mến chào các bạn. Sơn Tinh, con đội cờ chung với ngươi, không bao giờ để ý chung với ngươi.